Xin chào anh em và chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với Clickbuy Channel. Và trong video ngày hôm nay thì chắc hẳn là sản phẩm mình đang cầm trên tay anh em cũng không còn quá là lạ lẫm nữa rồi. Và đó chính là một chiếc iPhone 7. Và đây chính là một chiếc iPhone 7 hàng lock. Và bây giờ thì cái mức giá hiện tại của nó đang còn rẻ hơn so với cả là một chiếc iPhone 6S Plus hàng quốc tế nữa cơ. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng chỉ ra cho các bạn những điểm mà mình thấy rằng iPhone 7 lock vẫn sẽ rất là ngon, không chỉ là trong năm nay mà thậm chí là những năm sắp tới nữa. Và gần đây thì mình đã có một cái video để hướng dẫn cho anh em là làm thế nào để có thể là sử dụng những chiếc iPhone lock mà không cần phải đến SIM ghép nữa, mà chả khác gì một chiếc máy quốc tế cả. Và nó cũng rất là đơn giản thôi. Và bây giờ thì mình nghĩ rằng là những gì mà nó đem lại từ cái việc đó chính là cái SIM ghép đã không còn phải cần như ngày xưa nữa. Và thứ hai đó chính là về việc cái máy này vẫn còn rất là khủng, nhất là về mặt cấu hình. Và về mặt cấu hình thì mình khẳng định với anh em luôn, đó chính là không có một chiếc máy nào trong cái phân khúc khoảng 5 triệu rưỡi hơn giống như chiếc iPhone 7 lock này đây có thể vượt mặt được về hiệu năng. Và có thể nói là tất cả những tựa game mà anh em mang để mà phang lên trên cái chiếc máy này ấy, thì nó cực kỳ là bá luôn. Và cái sản phẩm này thì mình cũng sẽ điểm qua một vài những cái thông tin về cái cấu hình để cho anh em cùng tham khảo. Và mình cũng biết rằng là tất cả những anh em đang xem video ở đây, nhất là với những người mà am hiểu về công nghệ, thì cũng biết là chiếc iPhone 7 đã có một cái cấu hình như thế nào. Và đó chính là con chip A10 Fusion đi kèm với 2GB RAM, và chúng ta sẽ có một cái màn hình đó chính là 4.7 inch, và đi kèm với nó dung lượng pin là 1960mAh, và camera thì chụp auto rất là tốt với 12MP. Và về những cái trải nghiệm thực tế thì mình phải khẳng định với anh em luôn là nó rất nhanh và mượt. Từ tất cả những cái thao tác của anh em, từ việc là dùng những cái mạng xã hội này, hay là anh em có chơi những cái trò như kiểu là PUBG Mobile hay là Liên Quân Mobile vân vân, tất cả những cái trò nặng nhất phang lên đây thì đều rất là mượt mà. Và điểm mà mình thích nữa đó chính là việc cái nút home này này, đó chính là nút home cảm ứng lực, và nó sẽ không bao giờ khiến anh em phải bị lo sợ về việc là nút home sợ bị chai này kia vân vân, và dùng rất là thoải mái mà không cần phải đắn đo điều gì luôn. Còn điểm mà mình chưa thích ở trên chiếc máy này chỉ đơn thuần đến từ việc nó chính là nó bị loại bỏ đi cái jack 3.5mm, mà đây là điều rất là tối kỵ với mình, bởi vì mình là một thằng nghe rất là nhiều thể loại tai nghe, và khi mà sử dụng cái đầu chuyển ấy thì nó sẽ hạn chế đi được cái chất lượng tai nghe của mình khá là nhiều, và đấy là điều mà mình không thích mà thôi. Còn về những cái thứ khác thì chắc hẳn là anh em nhiều người cũng biết con này nó mạnh và nó khỏe như thế nào rồi. Và đơn giản trong video này thì mình chỉ muốn giới thiệu với anh em đến là việc chiếc máy này nó đang có một cái mức giá không thể nào mà tốt hơn, chỉ với hơn 5 triệu rưỡi mà thôi. Và ngoài ra thì nó lại còn có thể là được biến thành một chiếc iPhone hàng quốc tế qua cái video lần trước, thì anh em có thể xem và tham khảo mình đã hướng dẫn nhá. Còn anh em thấy sao về sản phẩm này, và anh em có những cái thắc mắc gì về cái sản phẩm này thì đừng quên để lại comment ở phía bên dưới. Còn đến đây thì video của mình xin được kết thúc, và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những cái video lần sau.